Tên 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 Givi RBB02. Chiếc túi thần kỳ trong những ngày mưa ẩm ướt. Chào mừng các bạn đã đến với bảo hộ xe máy Tài Đạt. Hôm nay Tài Đạt có dịp quay về với tuổi thơ, nơi mà Doraemon và Nobita đang cùng nhau vui đùa và mượn được một chiếc túi thần kỳ mang thương hiệu Givi RBB02. Đố các bạn biết chiếc túi thần kỳ này nó kỳ diệu ra sao nhé. Bạn giờ này ổn không? Vẫn đi làm ở công ty cũ, vẫn mang túi đầy đủ mà hồ sơ vẫn ướt như lũ. Đó là nỗi lo lắng mà ai trong chúng ta đều phải trăn trở. Nào là những thiết bị điện tử đắt tiền, nào là điện thoại, camera, laptop, nào là những tập hồ sơ quan trọng. Sẽ ra sao nếu không may bị ướt? Các dữ liệu quan trọng, giấy tờ cần thiết sẽ dễ bị ảnh hưởng. Thì cực kỳ phiền toái phải không nào? Bạn đừng lo, chiếc túi thần kỳ của Givi RBB02 với chất liệu 100% polyester chống thấm nước tuyệt đối, giúp bạn yên tâm đến trường, đến nơi làm việc cũng như đi tour trong mùa mưa. Túi chống nước Givi RBB02 được các nhà thiết kế tự ý mang đến một tổng quan gọn, nhẹ, tiện dụng và thời trang, thích hợp cho nhiều mục đích khác nhau như đi học, làm việc và đi du lịch bằng xe máy nha. Túi chống nước Givi RBB02 được cấu tạo từ hai phần, phần ngoài và phần chống nước. Các bạn đừng đi đâu hết nha, còn nhiều nội dung hay ở phía sau lắm. Tài Đạt rất vui và cảm kích khi các bạn nhấn nút đăng ký và thích cho Tài Đạt ở phía bên dưới. Tài Đạt luôn luôn lắng nghe, góp ý ở phần comment và hoàn thiện mình ở những video sau nhé. Quay lại với phần chống nước, với dung tích 15 lít thì Givi quả thật đã mang đến một chiếc túi thần kỳ với ngăn chứa đồ chống nước rộng rãi, cùng ngăn chứa máy tính xách tay riêng biệt. Kèm theo đó là mút đệm chống sốc thật tinh tế, còn chứa được một chiếc laptop lên tới 15 inch. Quá đã phải không các bạn? Chưa đã lắm đâu, vì phần nắp của túi thần kỳ này rất dễ sử dụng. Chỉ cần gói ghém phần miệng và cài khóa lại, cực kỳ thân thiện, rất dễ dùng đúng không nào? Để hạn chế phần thô kệch của chất liệu chống nước vốn có của các loại ba lô chống nước trên thị trường, Givi đã hô biến một lớp màng cực kỳ fashion, nhưng tiếc là ngăn màng chỉ chống nước nhẹ, kèm theo hai dây khóa zip chống nước là ở giữa và phần đáy, giúp lấy những vật dụng cần thiết không ngại nước một cách nhanh chóng. Các bạn đừng bỏ gì quan trọng ngại nước ở ngăn này nha, vì ngăn này chỉ chống nước nhẹ thôi. Để hạn chế sự lưu nước bên trong nên Givi đã mang đến hai phần lỗ xả ở đáy, giúp nước không động lại ở ngăn này. Thật là phê phải không nào? Ngoài việc mang đến những tính năng thời trang kèm chống nước tuyệt vời, Givi còn quan tâm đến chế độ an toàn của khách hàng bằng cách nhấn nhá tô điểm thêm phần phản quang bảng rộng, có logo Givi trang trí nổi bật in đen ở mặt trên của ba lô, chấm phá theo phần khóa nắp và phần dây dưới và hai dây đeo, giúp bạn cực kỳ nổi bật dưới ánh đèn. Các bạn thấy túi RBB02 có tê không nào? Tê phải không nào? Hãy comment chữ T để Tài Đạt báo giá cũng như gửi link mua hàng kèm hướng dẫn mua hàng để hỗ trợ phí ship nha. Quay lại với chiếc túi thần kỳ RBB02 này nhé. Dây quai ba lô RBB02 có thực sự êm không? Tài Đạt mang vào và cảm thấy rất êm bởi lớp đệm dày 10mm được may ẩn dưới lớp vải lưới thoáng khí ở phần dây quai và phần lưng. Bên cạnh Givi còn tạo rãnh giúp không khí đối lưu tốt, mang đến cảm giác không chỉ êm mà còn thoáng khí tuyệt vời. Hơn thế nữa là giúp tan biến việc gây ảnh hưởng khó chịu đến xương vai do tì lên vai nếu để đồ nặng nha. Chúng ta sẽ khó có thể nào quên được chiếc túi thần kỳ RBB02 trong những ngày mưa như thế này phải không các bạn? Cũng chỉ là một chiếc túi chống nước, nhưng cầm trên tay chiếc túi Givi RBB02 có cảm giác rất là thần kỳ, bởi vì Givi đã tinh tế cân bằng giữa tính năng và nét thời trang phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Hãy luôn nhớ các bạn sẽ được nhiều hơn mất bởi các thiết bị điện tử cũng như các chứng từ cực kỳ phiền toái nếu lỡ có bị ẩm ướt nhé. Hãy cùng Tài Đạt mang đến sự khô thoáng. Vui và cảm kích nếu các bạn nhấn nút đăng ký và thích cho Tài Đạt ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã đón
xem. Bye bye các bạn.